Hello, Tấm Cúc xin chào toàn thể các cô chú, anh chị em và các bạn. Cái clip hôm nay đặc biệt quý vị ơi, Tấm Cúc xin phép được kính chúc cho tất cả các cô, các chị em, phụ nữ của chúng ta có một ngày 8 tháng 3 thật là vui tươi và đẹp và nhiều sức khỏe, nhất là được hạnh phúc, được các chú, các anh yêu quý rất là nhiều, những người đang có chồng và những người còn độc thân vui tính giống như Tấm Cúc thì được tình yêu yêu thật là nhiều. Nếu có tình yêu thì tình yêu yêu thêm thật nhiều, còn chưa có tình yêu thì sẽ có tình yêu cũng nhiều nhiều luôn. Đó là cái lời chúc của Tấm Cúc gửi đến cái niềm vui đến 8 tháng 3 đến các cô, các chị em, và đặc biệt chúc các chú, các anh nhiều sức khỏe, để có sức khỏe để mà phục vụ cũng như lo lắng cho các chị em phụ nữ của chúng em nha. Hôm nay trong cái chương trình này thì Tấm Cúc xin phép được giới thiệu quý vị tí xíu về cái khung cảnh ngoài vườn của nhà Tấm Cúc, để bà con cô bác mình trên kênh Cúc Channel cũng muốn tìm hiểu về đời sống của em. Hôm nay dịp tháng quay phía sau lưng của em để cổng sau đó được đưa đón tắm với em, thì quý vị thấy em đang quay cái này là ở cổng sau từ sau nhà em, thì chiều ngang của em có được trên 10 mét. Quý vị em chậm đèn nở chưa sức, hôm nay thì hoa hồng quý vị, đây là cái bộ đồ hôm bữa Tấm Cúc mặc để đi đám cưới. Thì sau đó thì em đang quay em chậm tí xíu, mà có một anh nào đó nói em đang có chùa cây cũng chờ mẹ bị do bên trong với em nha, để quay đôi khi thấy lòng mình bâng khuâng muốn ngỏ lời. Chị thấy em đang cầm cái cây đó là cây mai chứ nghĩ rồi cũng nên nghe cái cây đó nó thơm thơm á, mình ngồi như mình uống cà phê cái nó chiều nó cây đó kỷ niệm với lắm. Ba ngày xưa nó tặng cho em một cái cây đó rất là lớn, cây mai cho thủy đó bông nhiều dữ lắm luôn, giang hoa đi lấy nó nằm tuốt dưới đất, người ta làm lộ cao không có muốn mình đi đi quen bỗng bây giờ buồn tênh đỏ mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngờ kẻ ông sao có là niềm vui để rồi chiều kia là cái mình đâu thấy cô đơn. Đây là cái hoa hồng và cái cây hoa hồng lớn này nè quý vị, bây giờ là em tỉa nhánh hết rồi, hồi Tết nó nhiều hoa lắm, tỉa nhánh hết rồi, bây giờ nó ra đu non lại nè, rồi cái bắt đầu em đợi nó ra đủ ra ghép cái đoạn này vô để mà em tặng cho các chị em phụ nữ nó ra, đó là cái lộn em đợi cái lúc em quay rồi, bây giờ em đợi cho nó nở ra để em tặng cho các cô các chị nè, cái hoa hồng đẹp tuyệt vời luôn đó quý vị. Là đây nè, em cũng ngắm ngắm lại cái nhan sắc của em một cái, có cây leo leo kim ngoài nhà anh cuối con đường ngoại ô, vách thưa đèn dầu thắm gió lùa vào từng đêm, tuổi em cũng như hoa mới nở và vạn người thắm đựng được đưa đón chân con trắng tay hoài, xanh đèn nở chưa rực nên lần đận chuẩn chiên, đôi ta đưa đầu sông cuối sông, bao nhiêu cách chờ mình em ơi, đôi khi thấy lòng mình ngỏ lời cùng ai, nghĩ rồi cấm nhìn hoài, chiều nào pháo bay đầy trước ngõ, tạ từ thơ ngây dáng hoa đi lấy chồng, đường quen
bỗng bây giờ buồn tênh. Mỗi khi chiều dần xuống thấy lòng mình ngẩn ngơ. Ngày xưa tiếc sao mình không ngỏ, để rồi chiều nay mình đâu thấy cô đơn. Ván kia bây giờ đóng thuyền rồi, có còn chi đâu nữa. Thôi đành hẹn trong